Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu chở khách và ô tô tải khiến một người bị thương. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 4 tháng 9. Trước cửa số nhà 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H 837XX chạy trên đường Ngọc hồi, hướng từ huyện Thanh Trì đi huyện Thường Tín thì rẽ vào tổng kho 6, số 486 Ngọc hồi. Lúc này, ô tô tải va chạm với đoàn tàu có lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Người dân chứng kiến kể lại: "Tôi thấy đèn báo còi tại vị trí đường ngang đã bật sáng, nhưng không hiểu vì sao tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục đi qua dẫn đến tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe tải bị thương, đầu tàu và ô tô tải bị hư hỏng, cột đèn báo đường sắt cũng bị đổ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt để đưa tài xế xe tải đi cấp cứu. Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, ô tô tải mới được cầu kéo ra khỏi hiện trường, đoàn tàu tiếp tục hành trình. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cục cảnh sát giao thông điều lực lượng xuống hiện trường, phối hợp cùng công an thành phố Hà Nội công an huyện thanh trì giải quyết vụ tai nạn